Alo, xin chào các bạn. Hôm nay thì trường sẽ nói về một cái setup do anh Hoang thực hiện để mình có thể scope trong Blender mà nó giống giống với ZBrush ha. Thì bước đầu tiên là bạn vào blender.org. Trời ơi, cái nhà cái bên nó xây nhà. Blender.org mình vô download rồi mình tải về ha. Mình cứ tải bản Windows hay là tùy cái phiên bản mà bạn chọn. Đây có Mac hay không ta? Đây có Mac rồi, có Linux này nọ. Rồi cái đó là bạn vào ZBrush cho bé lên 3 ha. Thì bạn kéo xuống á, thì bạn sẽ thấy một cái gọi là cái setup DCC hotkey này của anh Hoang. Bạn vào cái trang này ha, mình vào cái trang này. Rồi bạn nhấn vào cái nút này nè, nút code này nè, mình download azip. Rồi mình để nó ra desktop chẳng hạn. Rồi mình extract nó ra. Rồi, bạn sẽ chỉ cần một cái gọi là cái file PY này thôi. Rồi bạn sẽ vào Blender, rồi bạn vào Edit Reference, rồi bạn vào cái gọi là Key Map ha, rồi mình nhấn vào nút Import, rồi mình chọn cái file đó. Đâu rồi, đây Blender, rồi mình chọn cái file đó. Còn cái file trường đang có là trường có đổi một số cái nút lại, tại anh Hoang là muốn để undo là Z, nhưng mà mình trường thì quen Ctrl Z rồi nên trường để Ctrl Z luôn. Với lại một số cái phím tắt của mấy cái cọ thì cũng đổi lại luôn. Còn một cái nữa đó là bạn vào Navigation, bạn chỉnh cái zoom này ha, mình chuyển sang Horizontal. Rồi sau khi bạn setup xong hết rồi ha, ở đây thì anh Hoang có để một cái trang Notion để ghi lại hết những cái phím mà anh Hoang đã setup lại để cho nó giống với Maya rồi ZBrush này nọ. Thì như trường đã nói hồi nãy thì trường có đổi lại Ctrl Z là undo với lại những cái phím tắt dành cho cái chọn cọ như 1 2 3 4 5 6, trường đặt tới số 9 lần, 1 2 4 5 6 7 8 9. Còn Hoang là đặt nó 1 2 4 5 thôi, để dùng một phía bằng tay bên đây thôi, không có vươn qua tới bên kia. Mà chắc do trường quen quen cái phím cũ rồi nên đặt theo cái cách cũ luôn. Tùy bạn, là bạn muốn chọn theo cách nào thì tùy bạn chọn. Cái link thì trường sẽ để ở mô tả của video ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô thẳng scope. Rồi mình muốn xoay qua xoay lại thì bạn sẽ nhấn nút Alternate, mình nhấn giữ nó là xoay, mình nhấn nút Alternate mà nhấn nhấn chuột giữa nó là Pan. Còn nhấn Alternate Alt trên bàn phím Alt mà mình nhấn kéo qua trái phải nó là Zoom. Đó là thao tác trên Viewport. Rồi thì bạn muốn scope thì bạn cứ chọn Model ha, rồi mình nhấn Alternate 4 thì mình sẽ nhảy vào chế độ scope. Ở đây bạn cũng có thể chuyển qua cái viewport dành cho sculpting cũng được, hay vẫn để model cũng được, sculpting thì nó qua đây. Chỉ cần mình nhấn Alt+F4 là được. À, cái trường vừa làm đó là nhấn S, đó là thay đổi kích cỡ cọ, ví dụ như bạn chọn cái cọ standard này đi ha. Cọ raw này. Nhấn chữ S là mình chỉ lướt chuột qua trái qua phải thôi. Chứ mình không nhấn xuống giống như bên ZBrush thì phải nhấn nhấn xuống kéo qua kéo lại thì nó hơi khác cái đó. Rồi cái thứ hai đó là độ mạnh của cọ. Độ mạnh của cọ là chữ U. Đó, bạn kéo lên kéo xuống qua trái phải tương tự. Nó chỉnh độ mạnh của cọ. Còn cái model này nó lưới ít quá thì để Dynamics nó, thì trong Blender có cái gọi là, không biết nó gọi là cái gì. Mình bạn nhấn Ctrl Y ha thì nó trải lưới lại. Mình có thể nhấn Shift Shift 2 để xem lưới, Shift 2 để bật tắt lưới. Còn mình chỉnh độ dày đặc của cái Dynamics này thì mình nhấn Shift Y rồi mình kéo qua phải thì
thì nó dày hơn. Shift Y kéo qua trái thì nó mỏng lại, mình để qua nó qua phải đi ha, rồi mình nhấn Ctrl Y lại thì bạn sẽ thấy nó là cái lưới nó sẽ đặc hơn. Rồi bây giờ thì Trường giới thiệu, bây giờ mình sẽ nói tới bộ cỏ ha. Thì Trường chỉ xài hình như là 9 cỏ không ta, 8 cỏ không hết à, 8 cỏ. Cỏ số 1 đó là cỏ move, để tắt cái wireframe. Shift 2 rồi cỏ move di chuyển để thay đổi, chủ yếu là tạo dáng đẩy khối, là dùng cỏ này nhiều nhất nè. Cỏ mu ở đây đi là cỏ ráp, giống như ráp bút ráp đồ ha. Rồi cỏ số 2 đó là cỏ clay, clay là cũng lên khối. À để bạn bạn đánh vô á, là bạn tô lên đúng không, khi bạn muốn làm cho nó ngược lại á, thì bạn nhấn Ctrl ha, Ctrl thì nó sẽ đi ngược lại một cái khối. Bên ZBrush thì nhấn Alt+, nhưng mà bên Blender thì mình nhấn Ctrl. Rồi cỏ số 3 là cỏ standard, là cỏ đây ghi là cỏ raw. Rồi mình nhấn Ctrl Y lại cho nó trải lưới lại. Rồi cỏ số 4 là thường là Trường đặt bên ZBrush là cỏ pink, ở đây ghi là cỏ freeze. Thì đây cho nó cái chữ intensity cho nó lên, nhấn chữ U ha, mình cho nó lên cỡ một luôn cho cỏ nó nhỏ lại, thì nó cũng tương đối nó giống pink. Thì Trường thấy cái pink ở đây nó, cái cỏ pink ở đây cũng có cái cỏ pink mà đúng không ta, nhưng mà nó không có giống bên ZBrush, rồi nó nằm đây nên Trường dùng cỏ grease luôn, tăng nó lên thử này cũng được đi. Nói chung là nó dùng để nhéo lên những cái hốc mà nó tròn vo, nó thành nó bén lại, cho nó bén lại. Rồi hoặc là mình dùng cỏ grease cũng được, như hồi nãy Trường có làm á, cỏ grease. Grease thì nó cũng tác dụng tương tự. Rồi sau đó mình có thể dùng cỏ clay này, mình đắp nó lên lại. Rồi tới cỏ số 5 là Inflate. Inflate là cho nó phình lên, đó, cho cái intensity lên cao, những U ha. Rồi, mình đang vẽ cái gì vậy? Đó, đây là cái bộ ngực, đó, không phải. Smooth, smooth thì bất cứ cỏ nào bạn vẫn có thể smooth bằng nhấn shift ha, thì cũng bên tương tự bên ZBrush, mình nhấn shift ở cỏ nào cũng được, 1, 2, 3, 4. 5 là inflate, rồi tới 6 là cỏ snake hook. Đó, thì nó nó cũng tương tự cỏ mu thôi, nhưng mà nó sẽ là flexible hơn, có nghĩa là nó uốn éo cái shape nhiều hơn là cỏ mu nhiều. Nó sẽ đi theo cái khối của mình, nó sẽ đi theo cái hướng cỏ, trong khi cỏ mu á, thì những số 1 ha, cỏ mu thì nó sẽ chỉ theo một hướng nhất định của con trỏ chuột của mình thôi. Còn cỏ snake hook là nó giống như nó record lại cái đường di chuyển, mình kéo ít ha, kéo nhiều quá thì mình phải Ctrl Y để mình trải lại lưới, là mình kéo tiếp. Rồi cỏ số 7 là cỏ raw sap, giống như cỏ đang standard bên ZBrush ha. Ở đây rồi, cái này dùng để cắt vào những cái nếp nhăn hoặc là vẽ khối rất là ok. Số 8 là flatten, flatten là dùng để làm phẳng bề mặt ha, thì cũng là một dạng để smooth, nhưng mà cái này nó kiểm soát cái mặt phẳng nó tốt hơn, nó có nghĩa là nó phẳng hơn so với cỏ smooth. Cỏ smooth thì nó sẽ smooth luôn cái bề mặt nhưng mà nó không có tạo cái độ phẳng, còn cỏ flatten thì nó tạo ra một cái mặt phẳng. Thì ở bên ZBrush thì Trường đặt nó là cỏ polish, nhưng mà ở đây có flatten nó cũng giống giống. Rồi còn cỏ số 9 là cỏ clay, nhưng mà nó không có, nó vừa lên khối nó vừa smooth vậy. Cỏ clay ở dưới á, cỏ số 2 á, là nó vừa lên khối nó vừa để lại những cái gọi là cái vằn, cái gọi là cái stroke á, nhìn nó giống như những người điêu khắc thủ công. Thì Trường khoái cái hiệu ứng đó nên Trường để số 2 là cỏ clay, mà clay strip
Nếu mà bạn không muốn điều đó thì bạn có thể dùng cỏ sữa chín là cỏ clay thôi, thì nó vừa lên khói nó vừa smooth nên nó không cần phải smooth lần nữa. Rồi như vậy là toàn bộ những cái cỏ và cái setup ha. Rồi còn tới một số cái lưu ý thì bạn có thể, à còn một cái nữa đó là mask, nó cũng rất là hữu dụng, đó là bạn nhấn Ctrl Shift ha, rồi bạn nhấn vẽ bên ngoài ở đây. Thì ở bất cứ cái vùng nào mà nó đang thui thùi lùi thế này á thì bạn vẽ vô thì nó sẽ không bị tác động gì hết, nó được bảo vệ. Ví dụ như mình muốn di chuyển cái phần này mà mình không muốn cái này nó di chuyển thì mình dùng cọ dùng mask nó lại. Còn mấy cái này trường không nhớ phím tắt ha, nên bạn muốn mask ra sao thì bạn vô đây coi. Ví dụ như là smooth mask chẳng hạn, Ctrl Shift Alt A. Ctrl Shift Alt A đó, đó là nó bạn thấy nó làm mượt cái dùng là mask ra ha. Để khi mà kéo 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 model nó không bị gắt. Và Invert Mask là đảo vùng mask, hoặc là xóa mask là clear mask chẳng hạn. Rồi. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây ha, nó có ra một đống thứ đây. Rồi kế đó nữa là muốn thêm model thì làm sao? Model thì bạn phải thoát cái chế độ sculpting này ha, mình đang ở chế độ sculpt mode nè. Bạn có thể nhấn ở đây. Hoặc là mình nhấn phím tắt nè, Alt+V là nó sẽ quay lại cái object mode. Thì ở đây bạn thấy mình chỉ có cái cục cưa này thôi. Nếu bạn muốn thêm thì bạn nhấn Tab, bạn chọn Mesh, bạn chọn cái mesh nào đó chẳng hạn, ví dụ như là muốn thêm con mắt chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ ra cái model như thế này. Bạn có thể nhấn W để di chuyển nè, có mấy cái trục nè ha. Nhấn E để mình rotate. E để rotate. Nhấn R để mình scale. Cái này nó hơi ngược đời, cho cái là khi bạn nhấn vào phía bên trong á thì nó sẽ scale theo một cái trục nào đó, cái đó thì trường cũng không biết nữa, nên thường trường sẽ lít ra ngoài khỏi cái vòng tròn này, trong màu trắng, lúc đó mình sẽ scale được. Còn nếu mình muốn đối xứng cái này qua, ví dụ như là con mắt thì sao, mình bên Maya thì chưa cần đem qua đây, rồi mirror thôi. Còn ở đây thì trường có tìm hiểu thử á, thì mình phải canh cái gọi là cái gì ta, cái gọi là cái pivot, cái trung tâm của cái model con này nó nằm ở đâu, thì lúc đó cái model nó mới đối xứng qua cái pivot này. Shift hoặc Alt+1 một với lại bật cái X-ray lên, thì chọn hết cái vertex này ha, và mình di chuyển nó qua bên đây. Thì như vậy khi mình quay lại nhấn Alt+V thì bạn sẽ thấy là cái trung tâm của cái mesh nó vẫn nằm ở giữa ha. Rồi cái đó là mình sẽ vào cái modifier, add modifier, nhấn mirror thì nó sẽ đối xứng qua đây. Đó. Nó dài dòng vậy đó. Để làm ra con mắt nó dài dòng vậy đó. Giờ bây giờ mình muốn di chuyển nó vô giữa thì sao? Bây giờ nó hai cái là một rồi. Bây giờ mình phải apply đây trước. Rồi mình quay lại cái scope mode ha. Là nhấn Alt+4. Rồi mình vẫn nhấn W ha, thì khi đó mình sẽ di chuyển nó vô giữa thì nó sẽ vô giữa. Mình nhấn scale á thì nó đi tầm 7 luôn. Chắc bạn chỉnh scale ở chế độ bên ngoài trước đi ha, rồi mình hãy mirror sao. Đó thì đó, trường cũng mới mò Blender mấy bữa nay thôi nên mấy cái này cũng gà mờ lắm. À, nếu bạn muốn merge hai cái lại làm một á thì bạn có thể để tắt cái chế độ X-ray. X-ray thì bạn nhấn Shift 2 ha, Shift 1, hoặc là nhấn cái nút này để tắt. Thì ví dụ như mình muốn hai cái cục cube này với cục sphere này nó nhập lại làm một á, thì bạn phải thoát ra khỏi chế độ scope trước, nhấn Alt+V ha. Rồi mình chọn model này, chọn model này. Rồi mình đích phải mình nhấn Join. Ha, bây giờ mình vô lại cái scope mode Alt+4. Rồi mình nhấn Ctrl Y. Thì khi đó hai mesh này nó số 1. Đó, thì nó sẽ nhập lại là một. Nếu bạn đang ở chế độ di chuyển này ha, nếu mình muốn tắt nó thì mình cứ di chuyển, mình chuyển qua cái cọ khác thôi, những số 1, số 2, số 3, số 4 chẳng hạn. Còn một cái nữa, mình ví dụ bây giờ mình thoát ra khỏi scope mode tiếp ha.
Bây giờ mình có hai cái mô đô thì khi mình muốn scope cái này rồi muốn nhảy qua cái kia thì làm sao? Giờ thêm thử cái cylinder này đi. Rồi. Bây giờ mình đang scope cái này. Thì cách thủ công á, là phải vô chế độ scope mode này, muốn qua cái kia á, thì nó sẽ đỏ chót như vậy nên không được ha. Thì cách đơn giản là mình edit tắt cái lock offset mode này đi. Đó, thì khi mình đang scope antenna 4 này ha, rồi mình cứ chọn ở cái module ở cái trên cái outliner này, cái scene collector này, thì mình cứ control y mình scope tiếp thôi. Một, hai. Rồi còn một cái lưu ý cuối cùng đó là đối xứng. Thì nãy giờ mình đang đối xứng hết ha, là do cái nút này, nút đối xứng qua trục X này, phím tắt là Shift 8, Shift 8 đó. Và có thể chọn trục khác ở đây. Giả sử như modo của mình nó bị mất đối xứng đi chẳng hạn, rồi mình làm sao để mình lấy lại cái đối xứng? Thì cái cách mà trường tìm thấy được á, có thể là có cách khác hay hơn, nhưng mà cách tìm tìm thấy được đó là vào chế độ scope mode ha, chọn bất cứ cỏ nào, thì mình vào cái gọi là cái con ốc con vít này nè, chắc là cái setting của nó đó. Ở đây có cái gọi là đinh turbo, bạn check vào cái nút đinh turbo ha. Rồi cái đó là mình đi xuống cái gọi là symmetry, nó có cái gọi là direction trừ x sang cộng x. Ở đây là đang phía nào ta, đang phía đây. Ở đây là có cái biểu tượng nè, đây đang ở phía cộng x ha. Bây giờ mình muốn cái đối xứng cái phía dài sang phía từ phía dương của x sang phía âm của x. Bây giờ mình sẽ đổi sang từ phía dương sang âm, nhấn symmetry đó, thì nó sẽ đối xứng. Nhưng mà điểm yếu của cái đinh turbo này á, là giống như cái này là giống như scope trick trong ZBrush, có nghĩa là nó sẽ trải lưới ở cái chỗ nào mình scope, thì nó không được đi chung với chế độ Dynamics, không đi chung được với cái Control Y á. Do đó mình phải tắt cái đinh turbo này đi thì nó mình mới xài Control Y được. Nếu mình bật này lên thì Control Y sẽ nó không có tác dụng. À, quên bật đối xứng, giờ bật đối xứng lại. Đó, thì khi đó mình sẽ có được lại đối xứng. Ok ha, đó là những cái mà trường tìm hiểu được hổm rày. Bây giờ mình cứ scope thôi. À, còn một cái nữa đó là nếu mà muốn khoan chế độ lighting á, thì mình vô đây, ở đây mình chọn chế độ flat ha. Có đây có chế độ ánh sáng này nọ nè, mình có thể chọn cái đèn, nhấn W ha, mình chọn cái đèn hay chọn đây cũng được, mình lôi nó ra phía trước. Rồi này giống hai chân dái quá. Smooth nó lại, quay lại smooth. Trời ơi, nó thòng thòng luôn rồi, không được. Đúng rồi, vậy cho nó bớt nhìn bậy bạ. Rồi đây là chế độ lighting. Rồi để render thì làm sao? Ở đây có cái nút camera ha, bạn nhấn vào camera thì nó sẽ hiện ra thế này, nhưng mà camera nó bị lock rồi. Để mình thoát khỏi chế độ lock camera thì ở đây có cái nút nhọn, mũi nhọn chút xíu này nè, bạn nhấn vào cái mũi nhọn chút xíu này, bạn vào cái gọi là view, mình nhấn check vào cái lock camera to view đó. Thì camera, à đúng rồi, cái này mới là lock camera, mình phải lock lại để cho nó ở yên chỗ, lúc đó mình mới di chuyển model được. Rồi mình có thể chỉnh setting render ở đây, ví dụ như mình chỉnh cho nó vuông chẳng hạn, 1920 chẳng hạn đó, thì nó sẽ ra như thế này. Bạn có thể bấm render luôn cũng được, render render image thì nó sẽ ra tấm hình, zoom zoom nó ra. Ok đó, thì bạn có thể xem thêm mấy cái tool về render trong bằng EV Cycle của Blender ha. Thì trường chỉ nói cái cơ bản vậy thôi. À còn một cái nữa, khi mà mình scope nhân vật á, nhất là mặt người á, thì mấy cái focal length nó nên nó khớp với cái ảnh mà bạn đang xem. Ví dụ như là cái ảnh chụp từ xa thì nó có cái focal length nó khoảng 100 chẳng hạn, thì khi ở scoping đó bạn cũng nên để ở chế độ cho nó khớp.
để mình scope nó đúng, thì nó nằm vẫn nằm ngay đó ha, vẫn nằm ngay chỗ view. Còn làm sao để mà cái này nó collapse được như cũ thì Trường cũng không biết, nếu bạn bạn nào biết thì chỉ Trường ha, cái nút nó không biết cái nút nào luôn. Rồi ok, đó là những gì Trường biết. Thì bạn nào có thắc mắc hay là có góp ý gì thì cứ bình luận ha. Bye bye mọi người.